Hello, xin chào cả nhà. Lời nói đầu tiên xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Hiện tại em đang có mặt trên đường quyện lộ 173 nè, khu vực của xã Tam Phước, Châu Thành, tỉnh Bến Tre ha. Đây là hiện tại em đang ở đoạn giao nhau giữa đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 và khu vực đoạn đường quyện lộ 173 của xã Tam Phước ha. Thì em cũng sẽ chia sẻ chi tiết nhiều hơn về chỗ đoạn giao nhau này, gửi đến bà con mình cùng xem coi tiến độ ở khu vực xã Tam Phước như thế nào ha. Bên đây là ở hướng ra cầu Ba Lai nè. Khu vực này đang hướng ra cầu Ba Lai nè. Sau ngoài kia là cầu Ba Lai cái nha. Thì bên xã Tam Phước này cũng đang tiến hành là làm đường gom cho cầu Rạch Miễu 2 ha. Thì đường gom này em tìm hiểu được biết là kinh phí là do của nguồn tỉnh Bến Tre nha. Còn đường dẫn chính cầu Rạch Miễu thì là do kinh phí của trung ương ha. Thì đường gom ở đây cũng đang được móc những cái phần đất hữu cơ nè, thì để bơm cát vào. Ở đây là những cái đường chính của cầu Rạch Miễu 2, thì ở đây cũng đang ra được gia tải ha. Ở đây gia tải bằng đất nha. Đây những cái đất để được gia tải ở đây rất là nhiều. Bên đây là cái hướng đi vào sâu hơn bên xã Tam Phước nè, và đi qua cái hướng bên đây là đi sâu vào xã Tam Phước ha, và hướng có thể đi qua bên xã Sơn Đông nè. Ở đây hiện tại đang gia tải đường bằng đất rất là nhiều, rất là cao nè. Ở đây đoạn này cũng cao 1 mét mấy luôn coi nha. Đây là phần trong đây ha, các xe cuốc rồi xe ủi chuyên dụng đồ. Đây làm cái ở đây nên cái đất đắp cái nền đường để giao nhau với cái đường này quá, giao nhau với đường quyện lộ 173 nè. Rồi bây giờ em cũng sẽ đi sâu vào trong ha, của bên đây sâu vào trong khu của ở Tam Phước này, cái tiến độ ở trong như thế nào gửi đến với cái nhà cùng xem. Ở đây em cũng đi sâu vào trong một đoạn của xã Tam Phước này, để đến những hình ảnh ở trong này cùng với cả nhà. Thì đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 đi qua khu vực Bến Tre dài hơn 9 km hay nha. Đây là hướng trở lại, nhìn trở lại đường quyện lộ 173 lúc nãy nè. Ở đây thì cũng đã được lên cát rất là cao luôn. Ở đây là hướng nhìn về cầu Tam Sơn nè, nói với xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre. Thì khu vực này cũng ăn được lên cát ha. Nền cát ở đây rất là cao. Em đi qua tiếng khu vực bên đây một chút. Thì đoạn của xã Tam Phước này cũng đang làm đường gom ha. Giải phóng mặt bằng đường gom này cũng rất là xa luôn nè. Thì đoạn đường gom này có thể đi đến tới cầu Tam Sơn luôn đó nha.
Chút xíu nữa em cũng sẽ đi ra khu vực của cầu Tam Sơn chia sẻ gửi đến cả nhà ha. Này, đoạn ở đây là được đắp móc những cái lớp bùn nhão nè để tạo để chuẩn bị lót bạt rồi bơm cát vào. Đây là khu vực nhìn nhìn lại hướng của xã Tam Phước ha, hướng nhìn về đường chính quyền lộ 173 của xã Tam Phước nè, rất là rộng lớn luôn. Ở đây thì phía dưới này chưa có đẩy nhanh tiến độ để giải phóng mặt bằng cho đường gom này, thì mé trên đang làm trước ha. Rồi bây giờ em cũng sẽ đi ra khu vực của cầu Tam Sơn gửi tiếp tiến độ hình ảnh tại cầu Tam Sơn đến cả nhà ha, coi như thế nào. Nhà thầu của khu vực của xã Tam Phước này là nhà thầu Tân Nam nha. Như em thấy là nhà thầu Tân Nam này làm từ cầu Ba Lai ha, đến khu vực này luôn. Ok nha, em đi nãy giờ cũng đến gần với đoạn của cầu Tam Sơn nè. Khu vực này thì ở đây cũng đã được nạo vét làm cái đường gom ha, đến gần với khu vực này. Ở bên đây là khu vực của hầm cầu Tam Sơn nè. Đây là công trình của cầu Tam Sơn ha. Đoạn này là cái mố cầu nè, mố cầu rất là cao luôn. Đây là phần mố cầu của đoạn này. Ở đây các công nhân đang làm việc vào đây ha. Và đây là khu vực của cầu Tam Sơn này cái nha. Thì cầu Tam Sơn này gồm có 4 nhịp ha. Ở đây là những cái trụ cầu nè. Thì em đã thấy ở đây đã gác được 2 dầm cầu ha. Đã gác được 2 dầm cầu nè. Thì trụ gần bờ sông với trụ trong bờ ha. Thì theo nhìn thấy thì ở đây không phải là đã gác được hai dầm nha, mà em thấy là đã gác được 3 dầm luôn rồi cả nhà. Đó, gửi một số hình ảnh tại cầu Tam Sơn với cả nhà. Và đây là những cái phần trụ cầu bên xã Sơn Đông này. Bên đây thì đang làm những cái trụ cầu mới cho đường gom ha. Đây là cận cảnh trụ cầu và dầm cầu của cầu Tam Sơn này. Ở xa xa bên đây là những cái đây là cái phần mố cầu nè, mố cầu của cầu Tam Sơn phía bên xã Sơn Đông. Đây là khu vực giữa lòng sông ha.